Đây một hai đứa học sinh nổi trên mặt nước các bạn. Thì trọng lượng của hai em này là 112 kg. Thì hai em này mà bồng bềnh trên mặt nước là không cần nhúc tay chân gì hết. Cứ nổi thôi các bạn, thấy không? Đó. Thì mình dạy mình mới phát hiện kỹ năng của em này là trên mặt nước là không cần nhịp tay nhịp chân nhẵn nổi. Thì trọng lượng của em này là tới 112 kg ha. Đây cũng em này cũng là 100 kg nè, nhẵn nổi nước được. Độc lạ của học sinh của trung học cơ sở các bạn. Trung học cơ sở nó sập của mình. Không kèm. Không kha. Nổi mặt nước nè. Không bờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.